Dạ, nhà vườn Nguyễn Nhận cũng mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai được tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay nhà vườn cũng lên một clip để giao lưu cây kiểng với toàn thể với cô chú anh chị mình, cũng như là chùm mồi, mai chiếu thủy, thì bông trang, nguyệt quế. Như ở phần sau clip con có một cây ổi nha với cô chú, ổi xưa mình nha, ổi xưa. Thì cũng không để với cô chú anh chị mình chờ đợi lâu, con vô cây mã số 1 luôn với cô chú. Mã số 1 của con là cây kim quýt nha. Cây này thì cô chú anh chị mình chốt thì con sẽ giật hai cành này vô để con gửi đi nha với cô chú anh chị, tại vì cây này là cây phôi nha. Mã số 1 kim quýt. Chiều cao của cây là được 45 với cô chú. Vành cổ ở đây là được 23 đây. 23 cm. Còn vành cũ ở đây, cũ đặt nha, cũ đặt là 40. Vành đế con đo gì đi là được 68 với cô chú. Mã số 1. Mã số 1 cây nguyệt quế này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.600.000 đồng. Giá là 1.600.000 nha, con bao phí ship toàn quá. Cây thì con chia sẻ với cô chú anh chị mình, nó có mấy cái hẹo ngay đây lúc trước người ta chặt đó với cô chú anh chị. Nhưng mà ở ngoài này là nó bo nhựa nha. Nó bo nhựa, cô chú anh chị mình chốt thì có thể mình xử lý, mình làm mới mặt hẹo lên nó cũng ok với cô chú. Giá là 1.600.000 cho cây mã số 1. Tiếp theo đây con lên cây mã số 2. Rồi cây trang vàng lá nhỏ. Trang này trang xưa với cô chú, cây rất là già. Cái farm thì cũng đã được bẻ sửa, cũng chỉnh chu hết rồi với cô chú ơi. Cao 28, tổng tán lá 30. Và nó vị trí này là được 18 cm. 18. Cây mã số 2, 350.000, con bao ship toàn quốc nha. 350.000 cho cây nguyệt quế mã số, cây bông trang vàng mã số 2. Tiếp theo đây là cây mã số 3. Cũng là trang vàng lá nhỏ luôn với cô chú. Cây này nó ra cái đế nó nằm cứng cái giót C10 luôn với cô chú ơi. Cao 30. Tổng tán lá là 34. Và nó vị trí này là 20. Đây nguyên cục đế cứng cái giót luôn nha. Cây mã số 3 giá là 400. Con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Trang vàng lá nhỏ mã số 3. Tiếp theo đây là cây mã số 4. Cũng là vàng lá nhỏ luôn quý cô chú. Cao 27. Hoành là 21. Cây mã số 4 giá là 400.000 đồng. Mã số 4 giá 400. Tiếp theo đây là cây mã số 5. Này là hồng phấn xưa nha quý cô chú anh chị. Hồng phấn lá quắn xưa mình nha. Cao 22. Tổng tán lá 26. Hoành là 17. Cây mã số 5 350.000, con bao ship toàn quốc nha quý cô chú. 350.000 cho cây trang hồng phấn xưa mã số 5. Tiếp theo đây là cây mã số 6. Cũng là một cây hồng phấn xưa, cây này to với cô chú. Cao là 37. Tổng tán lá là 32. Và nó vị trí này là 18. Có cái con đo cục đế đặt ở đây cái nha. Cục đế đặt là 41. Cây rất là khỏe cây với cô chú. Đây, rễ nó ra rất là mạnh đây. Đây. Đặc biệt là thần chậu nha. Cây mã số 6 450.000, con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Mã số 6 450.000. Tiếp theo đây con lên cây mã số 7 là một cây tùng với cô chú. Một cây tùng dạng niên.
còn được gọi là tùng La Hán. Cao là 49, tổng tán lá là 43. Vành cái vị trí này là 12 cm. Còn đo tổng cái rễ quái của nó là được 35 với cô chú. Cây tùng mã số 7 có giá là 600.000 con bao ship gút chậu nha quý cô chú. Giá là 600.000. Con bao ship toàn quốc gút chậu bó bầu cho quý cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là cây mã số 8, là một cây chùm mồi với cô chú. Chùm mồi lá nhỏ, dòng này là dòng trái nha, đang mang trái luôn với cô chú. Đây, đang mang trái nó đều nha. Cao là 33, tổng tán lá là 42. Cây này nó thành phẩm chỉnh chu hết rồi với cô chú. Và nó vị trí này của cây là được 23 cm. Con đo chùm xuống cái cục nu ở đây là được 27 nè quý cô chú. Cây này cô chú anh chị mình chốt con gút chậu bó bầu nha. Cây mã số 8, cây này có giá là 1 triệu đồng. Mã số 8 1 triệu. Con bao ship toàn quốc nha quý cô chú, giá là 1 triệu đồng. Tiếp theo đây là cây mã số 9. Cây này cũng là chùm mồi trái luôn nha quý cô chú anh chị. Cây hiện tại đang mang trái luôn nha. Cao 49. Hoành là 17. Hoành là 17. Tán lá là 44. Cây mã số 9 cái này có giá là 800.000 đồng. Giá là 800. Còn cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây đang mang trái luôn quý cô chú ơi. Tiếp theo đây là cây mã số 10 là cây Việt Quế lá sắn bông chùm. Cây này con giao lưu lại với quý cô chú anh chị mình. Những cái hẹo con dán giá bạc này là con dán lại cho nó mát cái cây. Nắng nó đừng có táp vô trực tiếp để cái hẹo nó kéo màu thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì nhau quý cô chú anh chị. Chiều cao là 66. Tổng tán lá là 67. Hoành là 31 với cô chú. Hoành ngay vị trí này là 31, cũ thì nó cũng to nha. Đế đều. Cây miệt quế mã số 10 giá là 1.200.000 đồng, con bao ship toàn quốc gút chậu bó bầu nha. Mã số 10. Tiếp theo đây là cây 11, một cây dáng siêu, chùm mồi trái nữa nha với cô chú anh chị. 11. Cây này cây phôi nhưng mà vành rất là to, cô chú anh chị mình chốt mấy cây này con sẽ bấm ngắn đây, con giật lại ngắn để con gửi đi nha với cô chú anh chị. Cao là 29. Vành ở vị trí này là 23 với cô chú, rất là to. Cây 11 giá là 650.000 thôi với cô chú. 11 650.000, con bao ship toàn quốc cho với cô chú anh chị mình nha.
Tiếp theo đây là cây 12. Cao là 47. Vành là 28 với cô chú. Chùm mồi. Cây 12, cây này cũng có giá là 700.000. 12 chùm mồi lá nhỏ. Giá là 700. Tiếp theo đây là cây mã số 13. Là một cây trà Phúc Kiến với cô chú, cây này đang cho bông cho trái nha. Cao là 27. Tổng tán lá là 40. Hoành là 31 cm với cô chú. Cây này cô chú anh chị mình chốt con sẽ rút chậu bó bầu nha. Cốt cành nó cũng ok hết rồi với cô chú. Cây mã số 13 giá là 1.700.000 đồng. Giá là 1.700.000 cho cây mã số 13. Trà Phúc Kiến. Tiếp theo đây là cây mã số 14 với cô chú, là cây mai chiếu hỷ lá lớn da đen. Mã số 14. Cây này là chuẩn cây bài luôn với cô chú ơi. Chiều cao là 28. Tổng tán dài là 39. Tán ngang là 29. Và nó vị trí này là 21 với cô chú. Còn cành cũ ở đây là được 43. Để con đo hạo cái tay cành số 1 cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Đây, tay cành số 1 là 14 cm với cô chú. Cây này là những cái mặt hẹo là nó đã kéo liền hết luôn với cô chú. Liền hẹo hết nha. Đây nó có một cái tượng đột biến nè quý cô chú, màu trắng nè. Nó lên đột biến luôn nha. Cây mai chiêu hỷ là da đen mã số 14, cây này có giá là 4.200.000 đồng. Giá là 4.200.000, con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là cây mã số 15. Mã số 15 là một cây mai chiêu hỷ đá lớn da đen. Cây này thì cốt cành nó cũng chưa có cân đối với cái cây, cho nên là cái giá nó cũng vừa phải thôi nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà nó được những cái cốt mượn này thì nó cũng to đó quý cô chú. Dàn chân đế thì nó cũng khá là đều ha. Chiều cao là được 26. Tổng tán lá là được là 44. Và nó vị trí này là 40 với cô chú, 40 cm. Đế thì đều nha. Cây này cô chú anh chị mình chốt về có thể mình nuôi thêm một thời gian, mình thả cốt cho cốt nó to nữa thì nó chỉnh cái bài thì cái giá trị nó lên tiền nữa nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 15 giá là 2.700.000 đồng. Mai chiếu hỷ nó lớn da đen. Mã số 15 2.700.000. Rồi, con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây 16, cây này là cái phơm tán thiên nhiên với cô chú. 16. Cây này lùng lực phơm tán thiên nhiên nha. Rất là có duyên cây với cô chú ơi.
Cốt cành thì cái farm thiên nhiên thì những cái cốt đùi trong đây thì nó cũng to, ở ngoài thì nó cũng cân đối nha quý cô chú anh chị. Cao là 24, tổng tán lá là 50, hoành là 40. Cây này nhìn gù ghề mà hoành có 40 thôi quý cô chú ơi. Ở ngoài nhìn nó rất là to, đẹp hơn cây dừa gầu dữ lắm quý cô chú. Lùng lực là đây. Cây mai chiếu hỷ đá lớn cho đen mã số 16. Cây này con giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 3.700.000 nha quý cô chú. Giá là 3.700.000 đồng. Còn cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 17 với cô chú, đọc cây mai chiếu hỷ lá lớn da đen nha. Cái này là cái dòng da đen lá dúng luôn rồi với cô chú, thì anh chị mình cứ việc yên tâm. Cây thì cái form tán dù nha. Cây này thì lúc trước người ta làm cái form dù người ta giật cốt rồi, con mới điểm ra thêm cho cái form nó coi cho nó được nè với cô chú. Giá thì nó cũng không cao lắm nha. Chiều cao là 90. Tổng tán lá là 105. Vành cổ này, vị trí này là của cây là nó được 62 với cô chú. 62 để con đo cái vành bệ. Vành bệ của nó là 1,5 m đó với cô chú. Vành bệ đế đặt nha. Vành bệ đế đặt là 1,5 m. Một cây mai chiếu hỷ đó lớn da đen. Thì con chia sẻ với cô chú anh chị mình sẵn camera nằm ở góc bên này ha. Thì ở đây lúc trước nó có bị bọng một đường tới đây nè với cô chú, nó bọng tới đây thôi. Còn từ đây xuống dưới là nó sạch. Thì con mới chám xi măng. Con chám xi măng lại để cho nó liền như gì nè. Rồi mình nuôi thời gian cho nó kéo hẹo qua miếng nó bít là mình ok đó với cô chú. Này là đó là con chám xi măng nha. Còn cốt cành này là lúc trước người ta nuôi là nó rất là già. Cây rất là già cây. Ở ngoài nhìn nó gồ ghề lắm với cô chú. Cây này cô chú anh chị mình xem những chi tiết nào không rõ đó, cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo với con nha. Con sẽ gửi những chi tiết mà cô chú anh chị mình xem không rõ để mình xem rõ ràng hơn, để mình chốt cây mình ủng hộ bên nhà vườn của con. Thì cây mai chiếu hỷ mã số 17, cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 3.500.000 nha. 3.500.000 con bao phí ship là toàn quốc luôn. Bao phí ship toàn quốc, cây này đóng cái khung nó nặng phí lắm với cô chú ơi. Giá là 3.500.000. Rồi con vô cây 18 luôn với cô chú. Cây 18 cũng là cây cuối cùng của clip con ngày. Tiếp theo đây là cây mã số 18 với cô chú ơi, là một cây ổi xưa. Ổi xưa lá nhỏ mình nha với cô chú. Ổi xưa lá nhỏ mình cái trái ăn chua chua ngọt ngọt ổi hồi đó với cô chú. Đây, cái đọt non của nó đây quý cô chú. Đây, đọt non nó màu đỏ đây. Cái lá nó chỉ ba lớn gì thôi, chứ nó không có giống như những ổi ruby, ổi vàng hậu bây giờ nha quý cô chú. Ổi này là ổi xưa. Một cây dáng bay nhìn cũng rất là khéo quý cô chú. Chiều cao là 68 quý cô chú. Tổng tán dài là nó là 1,4 m. Tán ngang là 98. Cây nằm như một con thú luôn. Con đo hoành ngay vị trí này đi. Hoành ngay vị trí này là nó được 43 cm. Cái mình nó nằm dài từ đây tới đây là nó ra rễ đều hết với cô chú. Để con đo cái mình dài. Con đo cái mình dài của nó là được 32. Thì con chia sẻ với cô chú anh chị mình, cây ổi này lúc trước người ta làm phôi người ta không có kỹ đó, thì nó bị lũa trên thân, nhưng mà bên da bên môi bên đây con thấy nó cũng bò qua mạnh lắm với cô chú, nó bò nhựa ra mạnh lắm, nó cũng không có ảnh hưởng gì cây vẫn sống khỏe, cốt cành nó vẫn to nha. Đây cốt cành rất là to, cái này nó hai da này là nó lớn cốt rồi với cô chú. Đây một cây ổi xưa thì cây nó bị lỗi gì đó thì con cũng giao lưu với cô chú anh chị mình cây mã số 18, cây này giá là 3.500.000 nha. Giá là 3.500.000 con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn, rút chậu của bầu. Cây này đóng cái kiện to lắm với cô chú. Đây, cái mặt hậu bên đây nó cũng rất là đẹp đây. Đây cốt cành đây đóng cũng ok hết nha quý cô chú anh chị. Giá là 3.500.000. Con bao phí ship là toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Thì cuối clip con cũng xin chân thành cảm ơn với cô chú anh chị mình đã coi hết clip nha. Thì con cũng kính chúc với cô chú anh chị mình có ngày mới là tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mình xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.